Hello guys. Backward được nhắc đến như một cái tên quá quen thuộc đối với anh em gamer Minecraft. Khi nhắc đến Backward, chúng ta nghĩ ngay đến những trận đấu vui vẻ, kịch tính, tấu hài. Nhưng mà không phải như thế này. Một trận đấu có thể cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc khác nhau. Backward nói chung đã là một phần trong những server minigame. Nhưng anh em đã bao giờ tự hỏi Backward ra đời từ khi nào chưa? Vì vậy hôm nay tôi ở đây để giải đáp thắc mắc của anh em. Và trước khi vào video, tôi chỉ muốn anh em dành một chút thời gian ra, nếu thấy video hay, hãy để cho mình một like và subscribe cho kênh mình càng ngày càng phát triển nha anh em. Đùa nha. Vâng anh em, các cụ đã có câu rồi, không biết gì thì cứ lên Google mà tra. Mà tra không ra thì vào video của chút mà xem. Spoil cho anh em một tí là Backward được ra đời cùng năm với một tựa game nào đấy. Free Fire. Mày là nó cùng năm chứ không phải là cùng tháng hay cùng ngày, chứ không mà tôi bỏ Backward. Cụ thể hơn, Backward được phát hành vào ngày 29 tháng 1 năm 2017, được phát triển bởi đội ngũ Hai Bánh Xèo. Khi mới ra mắt, nó đã trở thành mini game yêu thích cho những anh em thích chơi giường. Mà tại sao nó lại tên là Backward chứ không phải là cái gì quá? Thì cứ ngồi xuống đi, tôi sẽ kể cho anh em. Ngày xưa. Thì tôi là 2017, một chàng trai bước đến một căn nhà với bồ của anh ta ở trong đó. Sau vài câu hỏi thăm, anh ấy quyết định đặt giường của mình cạnh giường cô ấy sau 20 năm hẹn hò. What the fuck, 20 năm ấy? Chị em K12, K13 giờ lại yêu nhau rồi. Sợ lại có con ấy. Đặt được chiếc giường xuống, chưa vui vẻ được mấy câu thì anh ta phát hiện có một chiếc giường thứ ba đặt ngay cạnh bên đó. Một thằng nhãi con từ đầu xuất hiện và nói: "Đây là người yêu của tao." Sau vài câu cãi vã vì quá bức xúc nên anh ấy đã cố đập giường của thanh niên kia. Nhưng mà sao mà dễ dàng như vậy được? Nhanh trí thanh niên chạy đến vả thẳng mặt của anh ấy. Anh ấy nói rằng thằng nhãi con kia nó không hề sống ở đây. Cãi nhau thêm vài giây vì quá bức xúc, thanh niên kia lao đến định phá giường của anh ấy. Không thằng nào chịu giảng hòa thằng nào nên cả hai quyết định ra ngoài để giải quyết với nhau, hoặc là để giảng hòa. Bên ngoài không khí rất là cảm lạnh nhưng hai bên nhìn nhau thì rất là cảm động. Đít mẹ mày, ơ cái sao mày chửi tao? Ơ vì tao thích thế ơ. Ơ cái đít, ơ sao mày lại không cho tao nhìn giường của mày rồi? À mày muốn chơi kiểu đấy à? Và từ đó lớp giường bảo vệ đầu tiên được bắt đầu. Bên kia xây như nào thì bên này cũng xây như thế. Ôi. Trông như hai cục cứt, thấy mọi chuyện càng không ổn. Nhân vật chính của chúng ta nghĩ cần thêm tài nguyên nên anh ấy đã nghĩ ra một cách. Ok được rồi, trông vui cùng bọn tao nhá. Ấy ấy, bớ người ta bắt cóc. Mày sẽ không hiểu được đâu, cứ đi theo tao. Ok được rồi, thế giờ tao phải ở đây đến bao giờ? Đến lúc nào mà thằng đứng trước màn hình nó subscribe thì thôi. Thế thanh niên kia cũng muốn mình có một tài nguyên riêng nên cũng đi bắt cóc. Thôi thôi. Do cả hai cũng có tài nguyên riêng của nhau nên chiếc giường càng ngày được bảo vệ bằng những vật liệu cứng hơn. Bỗng nhiên có một thằng nhóc tiến tới. Ê nhóc, tao sẽ cho mày một quả táo vàng nếu như mày đập được giường của thằng kia. Trẻ con nó có biết cái gì đâu mà. Nghe thấy vậy, thằng nhóc tiến tới cố gắng đập giường. Nhân vật chính của chúng ta thấy muốn giết luôn thằng nhóc đấy. Càng ngày càng ghét nhau, hai bên đã nghĩ ra một cách để có thể giữ khoảng cách với nhau. Hai bên quyết định mai từng cục đất càng ngày càng sâu. Họ đã mai tới voi của thế giới. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Họ đã mai cả thế giới. Giờ thì họ đã có một trận đấu thực sự. Họ đã tạo nên những cây cầu để có thể đến đảo của người kia bằng một cách nào đấy. Bắc cầu không chỉ là thứ tồi tệ nhất. Ê thằng lôn dần kia, đưa cho tao quả cầu lửa nhanh. Tao sẽ không đưa mày quả cầu lửa đâu. Nó mà sang được đây cả một lần tao cũng chết hết đấy. Dần làn đã đưa cho anh ấy cầu lửa. Anh ấy chuẩn bị phóng cầu lửa. Anh ấy đã bắn xịt một bãi lửa đằng sau nhân vật chính của chúng ta. Bắt đầu lan ra. Anh ấy nhìn đối thủ của mình đang cầm cầu lửa. Khi cả hai người đều sở hữu cầu lửa. Cho đến một ngày, thằng cu con kia đang ngủ. Tranh thủ lúc đấy, nhân vật chính của chúng ta chạy đến phá giường. Sau khi đập được giường, thanh niên kia đã chịu thua. Nhưng tất cả mọi thứ do hai thanh niên gây ra thì không thể sửa lại được. Và đó là câu chuyện Backward của chúng ta. Và anh em đang nghĩ rằng Backward được bắt nguồn từ câu chuyện mình vừa kể sao? Anh em nghĩ gì vậy? Nãy giờ tôi kể chuyện cổ tích mà. Mà thật ra Backward được bắt nguồn từ Eggward. Mà anh em nào mà không biết Eggward là trò nào thì lên mạng mà tra nhá. Mà khoan, video nào của Chun thì chắc chắn phải có gameplay rồi. Thì ok, hôm nay tôi sẽ đưa anh em đến một server. Server đấy đứng top 2 trong top 10 server Backward hay nhất 2022. Đó chính là blogmc.com. Ok, giờ thì vào phần gameplay luôn nhé. Let's go. Đù có ông nào nè, người Do Thái. À luôn, là nhầm. Đâu? Arab FIFA. Ôi xì. Mà Arab FIFA. Wait a minute. Team Blue có một người.
Yeah, hiểu 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 không? Hiểu không? Hiểu không? Ôi rồi, bên bên yellow bọc Enchanto rồi. Bên gì? Oh shit, oh shit, oh shit blue. Oh my god. Oh, oh shit blue. Oh. Oh. Ê, quả thường. Cái gì đấy? Cái gì đấy? What the fuck? Bọc có cái oh kia. My god. Oh my god. Oh. Oh shit. What? Áo này. Con trần nó quá. Chết mà còn báo nữa. Cơ. Ai đang tới, đang tới. Có TNT, không sao, không sao. Có TNT. TNT. Kìa, nó có Fireball kìa. Ui, cái quả tôi né được. Dạ, có hai quả TNT Fireball nữa. Đừng có lo. Dạ, đang qua. Chúc. Hay quá. Ui, dễ game, ôi dễ thế. Game dễ như Free Fire vậy. Rút Free Fire. Nhân. Không. Nhân. Không. Nhân. Không. Để tôi. Đây. Hãy nhìn. What the fuck? Nó đánh hai cái tôi chết vậy. Phải hack out, đó là hack thôi. Ui, nó cầm dịu. Mà à, cứ lên. Ui. Chơi tiếp. Chơi cho màu đỏ đi, đỏ đi. Đó. Đó. Ê. Quay. Nào, mình quay. What the fuck? Little break quay. What the fuck? Spider-Man kìa. No way không được. Spider-Man, Spider-Man. Thôi, để tôi. Tira bọc giường cho Tira sẽ bật mod nông trại con vui vẻ. Nông trại hơi vui vẻ. Hơi vui vẻ, không phải là vui vẻ. Mình speedrun. Ok đi. Gì blue bọc Enchanton. Tôi đánh nó hơn chục cái nó không chết, tôi đánh nó đánh từ hai cái thì chết. Cười á. Tôi đi báo đây. Quân báo. Cái gì ơi? Nhà nào có chó kinh ấy. Khủng khiếp ấy. Để chôn mua dìu đi. Chôn mua dìu nha anh em. Ok anh em. Tôi chết rồi anh em ơi. Kìa nó sang kìa, nó sang kìa. Ôi lô 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 ảo vậy. Ôi. Quả đấy là thằng đấy anh đánh xuống vực cái xong rồi nhưng mà nó đang cầm kim cương cái nó vứt lên cái cầu của nó thì anh nhặt luôn. Nhơn. Nó kiểu em cho anh. Bốn kim cương của tao. No. Kim cương. Trời ơi. Kim cương. Ai có bị mất đâu trời ơi. Oh shit. Oh shit, và đây là green. Oh shit. Dừng lại. Hả? What the fuck? Hay quá. Ủa đứa nào mới mổ giường thì không có nổ đâu. Tira làm pha tên tây châm. À lộn, pha bôn châm đây. Nè, Green vỡ giường rồi, Green vỡ giường. Nhôn. Ôi trời ơi, trận này dễ. 10 điểm. Trận này mới lát. Ôi, và nó đánh một hồi cái nó bức xúc quá nó rơi xuống luôn. Cho Tira đi, nãy giờ Tira bực mốt nông chạy vui vậy. Ê rồi. Ui ơi nha cô thằng. Ui ơi nha cô thằng. Ôi. Final combo. Oh. Final combo. Kyoshi. What the fuck vậy? Chịu vậy. Trận nữa đi. Anh em chơi trận nữa rồi. Ok. Đang đỏ đấy. Red nha, red cho nó Free Fire nha. Free Fire thắng bại tại sân súng. Có một cái hình chữ FF này. Sai bài tiếng mắt, tôi sai Free Fire mắt. Thì tôi đi chung với me. Mới vô đập một giường. What the? Ở chết rồi. Không cho Bill quay. Bill sẽ. Bill sẽ. Trời ơi, tôi mới phát hiện ra cái kim cương rồi. Nhìn không? Ảo thật đấy. Ờ. Cái này thì chơi chút đi. No! Yeah. Ừ, qua người yellow, yellow. Nó dùng Enchanton, chịu rồi.
chơi cream. Không có clutch được, chán vãi. Đây, tôi có thuốc nhảy cao. Thôi tôi được, có... cái đi. Ông lắm, tôi bắn. Ah, kill free. Oh my god. Ôi, what the fuck? Wait, what the fuck? Tôi bể hết tường rồi, múa floor tí đi đã. Đừng có giết hắn nhá, để hắn sống. Ai biết luôn rồi. Ai biết gì đâu. Thì em múa floor ra chứ. Thế kịp múa floor rồi. Tôi chỉ với Tumbo full rồi. Quay máy luôn đi.